Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có kể một câu chuyện như sau. Trên bãi biển nọ, ngày ngày có một người đàn ông lớn tuổi đeo một chiếc giỏ mây đi dọc bãi biển để nhặt từng con ốc nhỏ vương vãi không kịp xuống biển cùng với thủy triều. Ông mang ra mép nước thả hết chúng xuống, rồi quay lại lên bờ để nhặt, rồi lại thả xuống nước. Cứ như thế, cho đến lúc mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng lấp lánh như những chiếc vẫy bạc trên mặt biển. Ông ngồi trên bãi cát vàng óng ả dưới ánh nắng mai, hướng nhìn ra biển, vẻ mặt thư thái như hài lòng với công việc mình đang làm. Một nhóm thanh niên, có lẽ là sinh viên, đang tắm biển gần đó. Họ cũng quan sát công việc của ông già và một người trong nhóm của họ thắc mắc hỏi. Này bác ơi, mấy hôm nay chúng cháu cứ thấy bác lây hoay làm gì trên bờ biển vậy hả? Ông già vui vẻ nói về công việc của mình. Ông nhặt những con sò, con ốc còn sống thả xuống biển để chúng khỏi bị chết khô ở trên bờ đấy con ạ. Đám thanh niên mỉm cười ái ngại. Liệu có công giả tràng hay không, vì những con sò, con ốc nằm mắc cạn trên bãi thì ngày nào chẳng có. Vả lại, liệu nó có còn sống được hay không, hay đã sa vào lưới của thiên hạ và nằm trên những đĩa thức ăn hải sản trong nhà hàng. Ông già không quan tâm đến tiếng cười rộ của đám thanh niên, ông vẫn bình thản quay lại hỏi. Thế còn cháu? Cháu là sinh viên đi nghỉ hè ư? Cháu đang học ngành gì thế? Chàng thanh niên hãnh diện trả lời, thưa bác, ngành y ạ. Ông già hóm hỉnh nói, cháu chọn chi ngành học ấy, nghe nói rất vất vả, mà lại phải học rất lâu. Cháu nghĩ đời mình cứu được bao nhiêu người, mà theo chi ngành học ấy cho khổ sở. Người thanh niên gương mắt nhìn ông, sao bác lại nói thế, cả một đời theo nghề, nếu cứu được một người đã là quý lắm rồi. Ông già đáp giọng từ tốn. Thế đấy cháu ạ, bác cũng biết là không thể cứu hết được những con sò, con ốc còn bị mắc cạn trên bãi biển và cũng không bảo đảm sự an toàn cho số phận của chúng. Nhưng bác vẫn làm, cũng như cháu đang chọn học ngành y dù rất khổ cực đấy thôi. Vì niềm vui sống của chúng ta đó là có thể góp phần làm một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa kể lại một câu chuyện như sau. Một lần nọ ở Bombay, có một hội nghị lớn về tình trạng nghèo khổ. Khi tôi đến nơi, ngay trước cửa của địa điểm, trong đó có hàng trăm người đang nói về lương thực và cái đói. Tôi thấy một người đang hấp hối, tôi đưa người ấy về nhà chúng tôi dành cho người hấp hối. Người ấy chết ở đó và chết vì đói. Trong khi ấy, những người trong hội nghị kia vẫn đang thao thao làm thế nào để trong 15 năm nữa chúng ta sẽ có nhiều lương thực và thế này thế kia. Còn người đàn ông đó thì đã chết. Tôi không bao giờ coi đám đông là trách nhiệm của tôi. Tôi nhìn vào cá nhân, tôi chỉ có thể yêu thương một người ở mỗi lúc. Tôi chỉ có thể nuôi sống một người ở mỗi lúc. Nhưng có lẽ nếu tôi không nhặt được một người, tôi sẽ không nhặt được đến 42 người. Toàn bộ công việc của tôi chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng nếu tôi không đặt giọt nước ấy vào, hẳn là đại dương sẽ ít đi một giọt. Đối với bạn cũng giống thế, trong gia đình bạn cũng giống thế. Nếu cứu người đến số lượng rất lớn và sẽ không bao giờ cứu vớt được hết những người nghèo trong xã hội, chắc chắn mẹ Teresa sẽ không dám dấn thân vào con đường phục vụ người nghèo. Mẹ bắt đầu từ từng thân phận mà mình đã gặp, giúp được những gì mình có thể giúp, cho được những gì mình có thể cho. Chúng ta không mong cứu vớt được tất cả người nghèo trên thế giới, nhưng chúng ta có thể giúp được người ăn mày trước cổng nhà mình. Vì thế, đừng ngần ngại khi bắt tay làm việc tốt, cho dù xung quanh chúng ta vẫn tồn tại quá nhiều điều xấu. Hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng với một tình yêu lớn. Những việc làm ấy sẽ đem lại cho chúng ta những kết quả hết sức bất ngờ. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-xu là nguồn mạch của tình yêu và sự sống.
xin ban cho chúng con trái tim của Ngài, để chúng con không chỉ nghĩ đến cho bản thân mình, mà còn biết quan tâm đến những người xung quanh. Xin cho chúng con biết dành thời gian để yêu thương và chia sẻ khó khăn với mọi người. Xin dạy chúng con biết trao tặng những gì tốt đẹp nhất của mình cho tha nhân, cho cuộc đời. Cho dù không phải công việc nào cũng có thể đem lại sự thành công một cách cụ thể và rõ nét, nhưng nếu không làm gì cả, cuộc sống của chúng con sẽ trở nên tẻ nhạt và vô vị, vì thà thắp lên một ngọn nến nhỏ còn hơn mãi ngồi nguyền rủa trong bóng đêm. Vâng, Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm lại lòng con thầm ước. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài hòa lấp mong chờ.